Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Thời sự TV. Bản tin quốc tế trưa nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine khốc liệt hơn bao giờ hết. Ukraine công bố thiệt hại mới nhất của quân đội Nga sau 13 ngày chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga diễn ra. Quân đội Nga đã mất tổng cộng 300 xe tăng, gần 50 máy bay các loại. Trong khi đó, theo thông tin mới nhất, người đứng đầu Nikolai, ông Vitaly Kim đã nhấn mạnh rằng chưa tới lượt Kiev, quân đội Nga đang tính tất tay ở Mykolaiv. Người Nga đang tái tập hợp và với các lực lượng lớn này, họ đang chuẩn bị cho cuộc tấn công vào thành phố này. Giao tranh tiếp tục leo thang khi mới đây, quân đội Nga hé lộ cảnh bắt sống chỉ huy đơn vị Ukraine khét tiếng ở Donbass. Người bị bắt là chỉ huy lữ đoàn cơ giới độc lập số 54 đại tá Alexei Matrenko. Giữa bối cảnh chiến lược căng thẳng, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết, nước này sẵn sàng bàn giao tất cả các máy bay chiến đấu phản lực MiG-29 của họ cho một căn cứ không quân của Mỹ ở Đức và kêu gọi tất cả các thành viên NATO khác có cùng loại máy bay chiến đấu do Nga sản xuất cũng hành động như vậy. Các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp dụng lên Nga đã bắt đầu được thực thi. Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga trong bối cảnh Moscow đang triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tất cả tin nóng quốc tế trưa ngày hôm nay của chúng tôi sẽ được gửi đến quý vị trong video ngay sau đây. Chia sẻ báo cáo của nguồn tin dẫn thống kê từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, con số thiệt hại mới nhất của quân đội Nga tính đến ngày hôm nay 9 tháng 3 năm 2022. Như vậy là chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã bước sang ngày thứ 13 kể từ khi chính thức triển khai từ hôm 24 tháng 2 năm 2022. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, tính tới chiều ngày 8 tháng 3, quân đội Nga đã mất tổng cộng 300 xe tăng và gần 50 máy bay các loại. Moscow không đưa ra bất cứ bình luận nào về thống kê này. Trong lần đầu tiên và cũng là lần gần nhất mà Bộ Quốc phòng Nga công bố thiệt hại của họ ở Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch, có thể thấy con số mà Nga đưa ra thấp hơn nhiều so với thống kê của Ukraine. Theo đó, con số thiệt hại mới nhất của quân đội Nga như sau. Xấp xỉ 12.000 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến đấu, 48 máy bay cánh cứng các loại, 80 trực thăng các loại, 7 máy bay không người lái, 303 xe tăng, 1.036 xe thiết giáp chở quân, 120 khẩu pháo, 56 xe bệ phóng pháo phản lực bắn loạt, 2 thuyền, 447 xe ô tô, 60 xe tét chở nhiên liệu và 27 vũ khí phòng không. Camera an ninh ghi hình binh sĩ Nga di chuyển bằng thang máy lên nóc một tòa nhà ở Ukraine vào ngày 3 tháng 3. UNIAN dẫn nguồn tin từ chính phủ Ukraine nhận định các lực lượng lớn của phía Nga đang chuẩn bị dứt điểm một thành phố phía nam. Người đứng đầu Mykolaiv, ông Vitaly Kim, mới đây đã nhấn mạnh rằng người Nga đang tái tập hợp và các lực lượng lớn này. Họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Mykolaiv. Ông Kim cũng trấn an cư dân của Mykolaiv và nhấn mạnh rằng công tác phòng thủ thành phố đã sẵn sàng. Trước đó, cố vấn văn phòng Tổng thống Ukraine ông Alexander Arestovich tuyên bố rằng phía Nga đang cố gắng kiểm soát 6 thành phố của Ukraine là Kiev, Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Mykolaiv và Zaporizhia, nhưng sẽ chịu tổn thất. Nếu các lực lượng Ukraine để mất Mykolaiv, điều này đồng nghĩa với việc lực lượng của họ ở Odessa và khu vực giáp với Transnistria, nơi có một lực lượng lớn của Nga, sẽ bị hở sườn. Ít phút trước, kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải một video cho thấy các binh sĩ thân Nga ở Donbass bắt sống người được cho là một chỉ huy lữ đoàn Ukraine. Một tay súng DPA sau đó đã tìm thấy bộ quân phục Ukraine với dải băng màu xanh. Phía Ukraine thường dùng dải băng màu xanh và vàng, còn phía Nga dùng dải băng màu trắng và đỏ, được cất giấu trong góc nhà kho. Cũng theo kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga, người vừa bị bắt là chỉ huy lữ đoàn cơ giới độc lập số 54. Được biết, lữ đoàn trưởng đơn vị này là đại tá Alexei Matrenko. Hiện Kiev chưa đưa ra bình luận về tin tức nói trên. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 54, Hetman Ivan Mezeba, là một đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Hành quân phía Đông, đóng tại Bakhmut Donetsk. Lữ đoàn được thành lập tại Amesky vào tháng 12 năm 2014, tức là giữa chiến tranh Donbass và chỉ một tháng sau khi đã được tung vào trận Debassy.
Sau 6 tháng chiến đấu khốc liệt, lữ đoàn đã được rút về hậu phương để củng cố nhân sự và khí tài. Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết, nước này đã sẵn sàng bàn giao tất cả các máy bay chiến đấu phản lực MiG-29 của họ cho một căn cứ không quân của Mỹ ở Đức, đồng thời kêu gọi tất cả các thành viên NATO khác có cùng loại máy bay chiến đấu do Nga sản xuất cũng hành động như vậy. Chính quyền nước Cộng hòa Ba Lan đã sẵn sàng triển khai ngay lập tức và miễn phí tất cả các máy bay phản lực MiG-29 đến căn cứ không quân Ramstein và đặt chúng dưới sự quản lý của chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Thông báo của Bộ Ngoại giao Ba Lan cho hay, đồng thời Ba Lan yêu cầu Mỹ cung cấp cho chúng tôi các máy bay đã qua sử dụng với khả năng hoạt động tương ứng. Ba Lan sẵn sàng thiết lập ngay các điều kiện mua những máy bay đó. Chính phủ Ba Lan cũng kêu gọi các nước NATO khác đang sở hữu MiG-29 làm theo. Bulgaria và Slovakia là hai quốc gia thành viên NATO vẫn có các máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất trong lực lượng không quân của họ. Trước đó, Ngoại trưởng Antony Blinken từng cho biết kế hoạch chuyển giao tiềm năng các máy bay MiG-29 của không quân Ba Lan cho Ukraine sẽ được chính phủ Mỹ bật đèn xanh để tiến hành. Ông Blinken nói thêm rằng, hiện các cuộc đàm phán đang diễn ra với chính phủ Ba Lan và đặc biệt nhấn mạnh đến khả năng Ba Lan sẽ nhận được các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ để thay thế. Tuy nhiên, ngày 7 tháng 3, tài khoản Twitter của Thủ tướng Ba Lan đã đăng tải dòng tweet trích dẫn tuyên bố từ quân đội nước này rằng các máy bay MiG-29 của Ba Lan sẽ không hiện diện ở Ukraine. Ba Lan sẽ không đưa máy bay chiến đấu của mình đến Ukraine. Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra bình luận nào về động thái này của Ba Lan, còn Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị bà Victoria Nuland cho rằng quyết định mới nhất của Ba Lan là rất bất ngờ. Tôi thấy được thông báo đó của chính phủ Ba Lan khi đang lái xe tới đây ngày hôm nay. Theo đúng nghĩa đen, bà Nuland nói với các nghị sĩ của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Theo hiểu biết của tôi, họ đã không tham vấn trước khi dự định chuyển giao máy bay cho chúng ta. Tôi sẽ quay trở lại văn phòng và xem chúng ta sẽ đáp ứng đề xuất này của họ như thế nào. Trước đó, các hãng tin của Nga dẫn lời Phó Thủ tướng nước này Alexander Novak hôm 7 tháng 3 cảnh báo chính sách cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga có thể dẫn tới những hậu quả khủng khiếp đối với thị trường toàn cầu. Theo đó, giá dầu sẽ tăng tới mức không thể dự đoán được, có thể lên đến 300 USD một thùng. Ông cho rằng thị trường châu Âu sẽ không thể nhanh chóng tìm ra nguồn cung cấp thay thế dầu mỏ Nga, có thể mất hơn một năm và người tiêu dùng châu Âu sẽ phải chịu mức giá đắt đỏ hơn. Giá xăng tại Mỹ đã tăng lên đến mức cao kỷ lục, đầy lạm phát, liên mức cao nhất trong vòng 40 năm qua. Nga là nước xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, và cho đến nay việc xuất khẩu năng lượng của nước này vẫn chưa bị áp đặt trừng phạt. Mặc dù Mỹ không phải là nhà mua dầu hàng đầu của Nga, song các đồng minh của nước này dường như phải chịu sức ép đưa nền kinh tế thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga. Anh sẽ chấm dứt nhập khẩu dầu mỏ của Nga vào cuối năm 2022. Chính phủ Anh ngày 8 tháng 3 thông báo nước này sẽ chấm dứt nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ của Nga vào cuối năm nay. Tuyên bố của London được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày chính thức công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga trong bối cảnh Moscow đang triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hãng tin AFP dẫn thông báo được Bộ trưởng Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp của Anh, ông Kawasi Kawate, đăng tải trên mạng xã hội Twitter nêu rõ, quyết định chuyển đổi này sẽ cho phép thị trường, các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng có đủ thời gian để thay thế việc nhập khẩu dầu mỏ của Nga, vốn chiếm 8% nhu cầu của Anh. Đáng chú ý, biện pháp trừng phạt của Anh không được áp dụng đối với khí đốt tự nhiên khi nhập khẩu từ Nga, vốn chiếm khoảng 4% nguồn cung ở xứ sở sương mù. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kawaten cho biết, ông đang nghiên cứu các lựa chọn để chấm dứt hoàn toàn hoạt động nhập khẩu mặt hàng này. Biện pháp trên của chính phủ Anh được đánh giá là có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt ở nước này, với việc giá xăng và dầu diesel tăng cao trong bối cảnh thị trường hỗn loạn sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy vậy, Bộ trưởng Kawaten cho biết, phần lớn dầu thô nhập khẩu của Anh đến từ những đối tác đáng tin cậy như là Mỹ, Hà Lan và các quốc gia vùng vịnh.
Ông lưu ý, chúng tôi sẽ phối hợp với họ trong năm nay để đảm bảo có thêm nguồn cung.